Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Vấp. Hôm nay lên một chiếc treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Thì như trước mặt anh em thấy á, đây là một chiếc treo tường đến từ Mỹ anh em ha. Anh em nhìn cái dáng thấy nó quen quen không ạ? Thì đây chính là con Howard Miller. Model của nó là 612575 anh em ha. Nó rất giống với con Howard Miller 612581 mà em đã giới thiệu với mọi người ha. Thì cái phần mão trên thì thay vì cái con kia là nó mão sò anh em ha, thì con này là mão bằng. Còn cái con kia thì nó đuôi chuột, thì con này nó là đuôi bằng anh em ha. Thì nó rất là giống con 612581. Con này thì cái mã model của nó là 612575 anh em ha. Rồi anh em mình bắt đầu đi xôi xem nó có cái gì hay. Trước tiên thì em báo cái thước cho anh em mình dễ hình dung ha. Nó cao là 75, ngang là 35,5, sâu là 21,5, đường kính mặt số là 18 cm. Với cái đường kính mặt số lớn anh em mình rất dễ xem giờ ha. Thì anh em mình chơi thì biết rồi, những con đến từ Mỹ anh em biết nó đặc biệt cái gì không ạ? Nó rất là đẹp anh em ạ. Nó sạch đẹp. Em hay nói với anh em, có thể nói xét về cái độ sạch đẹp. Anh em cứ tưởng tượng mình, cái ngôi nhà mình mà thiết kế theo kiểu hiện đại và tân cổ điển anh em, thì anh em đưa những cái chiếc đồng hồ này vào, nó rất là hợp anh em ha. Rất là hợp luôn, nhất là những ngôi nhà thiết kế hiện đại. Thì những cái chiếc đồng hồ thế này anh em, thì hàng brand new nó cực kỳ mắc anh em ha. Bây giờ mà mình mua hàng brand new mà hàng mà còn nguyên thùng shop thì nó rất là đắt, vì bây giờ nó vẫn còn sản xuất anh em ha. Cho nên là những cái đồng hồ mà đến từ Mỹ anh em, Howard Miller hay là Hemler đến từ Đức đồ thì những cái con mà nguyên thùng của nó đó, nguyên thùng shop của nó rất là mắc tiền. Rồi anh em bắt đầu đi soi nha. Chơi với em thì phải soi xem nó có cái gì đặc biệt, có cái gì hay anh em ha. Anh em thấy cái vỏ, thân vỏ của nó không ạ? Anh em nhìn là biết liền ha. Đó, nó chính là gỗ sồi. Và đặc biệt anh em thì đa số những con đồng hồ đến từ Mỹ anh em, em thích nhất là cái thùng của nó ha. Cái thùng của nó thêm là gỗ thịt anh em ha. Em đã nói rất là nhiều ha. Mình chơi một cái thùng gỗ thịt đó anh em, mình thấy nó sướng lắm. Nó nặng, nó chắc, nó nồi đồng cối đá lắm anh em. Mình bế nó trong tay, mình bế nó lên, mình gác lên tường á, mình cầm vô nó chắc nịch à. Nó đã lắm anh em à. Nó là gỗ thịt anh em ha. Đó, nó không có một miếng gián ép nào hết á. Cái gián ép là cái hậu thôi. Cái vách hậu ở đằng sau thì nó sử dụng một tấm gián ép thôi. Còn ngoài ra toàn bộ cái thiết kế thân vỏ của nó đa số là gỗ thịt hết. Anh em mình cầm một cái con đồng hồ gỗ thịt lên anh em thấy sướng lắm anh em à. Nó nặng, nó chắc, nó nồi đồng cối đá đã lắm. Đặc biệt là những cái vân của nó là vân thiệt anh em ha. Đó, anh em coi nè. Nó không ốp veneer đâu ha. Nó là gỗ thật, vân thiệt. Đó, anh em thấy gỗ sồi không ạ? Đó, anh em nào mà thích vân. Đó, đây là cái chỉ bên trái đây anh em. Thiết kế một cái bầu bằng. Đó, rất là đẹp ha. Ở đây điểm nhấn những cái họa tiết hình vuông. Đó. Ở trên đây anh em mà em bán những cái con đồng hồ treo tường này á, đầu bằng này rất nhiều. Anh em mình hay mua về còn hay trưng được một cái gì đó trên đây anh em ha, rất là hay. Anh em mình để một cái bình bông hay là mở một cái đèn hay là một cái gì đó ở trên đây rất là đẹp luôn. Cái con, mấy cái con đầu bằng nó có cái lợi thế như vậy anh em ha. Anh em thấy cái chỉ trước của nó không à, vân nó cuồn cuộn xé. Đây là cái phần chỉ bên phải đây anh em. Anh em soi kỹ vô anh em. Soi kỹ giùm em ha. Người mua cũng vui, người bán cũng vui. Ở đây thì cái phần hông nó hay lộ anh em ha. Làm phần kiến nhìn xuyên qua được cái máy anh em ha. Phần cuộn. Đây là phần hông bên phải nha anh em. Đây là cái phần đế đây nè. Phần đế của nó đây. Anh em thấy vần của nó nè. Vân thiệt nha anh em, không có veneer gì đâu nè. Vân cuộn. Đó, anh em thấy đây là cái phần đế mà em để xa cho anh em mình dễ dùng ha. Phần đế nó rất đẹp ha. Nó giống như một cái kệ bợ con đồng hồ lên vậy đó. Ở đây thì nó làm một cái điểm nhấn hoa văn
rất đẹp. À, tạo cái điểm nhấn. À, đây là cái phần đế ở bên trái này nè. Đó, anh em coi vân cuồn cụ. Đó, trời. Thích thiệt. À, đây là cái phần hông bên trái đây nè. Đó. Anh em thấy mặt trước không ạ? Ở đây là hai miếng nu anh em ha. Hai miếng vani nu nó ốp vô đây nè, làm điểm nhấn nè anh em. Đó, hai miếng vani nu. Rất đẹp ha. Thì trên mặt trước của nó thì nó có một cái vẽ vàng anh em ha. Đó, vẽ vàng. À, cái này thì anh em cái người chủ cũ người ta chơi, người ta không biết, người ta lấy khăn người ta lao á. À, lấy khăn lao thì nó bị phai phai theo về thời gian anh em ha. Đó, họa tiết nó vẫn còn. À, chứng tỏ đây là một tấm kiến zin anh em ha. Kiến zin. Cái gì chứ zin là khoái à. Em cái gì chứ zin zin là khoái. Đó, đây là anh em thấy nó sử dụng một cái núm đồng. Đó, anh em mình mở ra nó sử dụng một cái cục hít ở đây anh em ha. Đó, một cái cục hít ở đây. À, rồi anh em thấy cái phần gỗ thịt của nó mà. Đó, gỗ thịt. Đó, anh em soi xem giùm em mấy cái ron chân kiến. Ron chân kiến bản lề. Nhìn nó zin mà thấy cưng luôn anh em. Đó, rồi anh em mình đi soi tới cái phần mặt số ha, em đẩy xa ra cho anh em xem. Đó, đây anh em thấy cái thương hiệu Howard Miller của nó mà. Đó, Howard Miller ha. Rồi đây là mặt tráng men anh em ha, mặt tráng men hai lòng. Đó, đặc trưng của những con đến từ nhà Howard Miller anh em ha. Con này thì cấu hình của nó là 8 gông 8 búa anh em ha, chơi 3 7 ngàn. Đó, thường thì những con đồng hồ Pháp anh em thì 8 gông của nó thì nó đánh chỉ có một bảng thôi hoặc hai bảng ha. Còn trên đồng hồ Mỹ thường những cái con 8 gông anh em thì nó chơi được 3 bảng như là đồng hồ cây vậy đó. Đó, đây anh em thấy không, Westington, St. Michael và Westminster ở trên là im lặng anh em ha. Đó, nó là sự khác biệt của những chiếc đồng hồ đến từ Mỹ ha. Đó, đồng hồ Pháp Đức thì 8 gông nó quýnh một bảng thôi hoặc hai bảng. Đó, còn mà ở trên đồng hồ Mỹ thì nó quýnh 3 bảng như đồng hồ cây. À, anh em coi cái mặt số của nó nè. Xinh tươi rồi nè, sạch sẽ, xinh tươi. Đó, những yếu tố đó anh em mình trưng ở trong cái nhà của mình cũng thấy nó đẹp nữa anh em. Em nói thật sự mà nói, mình chơi cái gì mà nó sạch đẹp, mình bỏ vô cái nhà mình nhìn cái là nó tươi lên liền. Anh em thấy đây bộ gồng 8 gồng ngàn anh em ha. Đó, 8 gồng ngàn đây, quả lắc. À, rất còn rất là sáng bóng anh em ha. Đó, phần trong ròn nè. À, em coi ngôi đồng có đá mà gỗ thịt nó chất lượng, nhìn nó đã gì đâu. Đó, xài biết khi nào mà nó mới hỏng được. Gỗ thịt mà anh em, nó phải như dán ép luôn ha. Đó, trời, vậy nó mới thích ha anh em ha. Cái gì nó cũng có cái hay ha, dán ép nó có cái hay của dán ép. À, gỗ thịt nó có cái hay của gỗ thịt ha. Nhưng mà em thì em vẫn thích những cái gì mà nó nồi đồng cối đá chất ha anh em ha. Đó, rồi về cái chi tiết phần máy cũng như mọi khi anh em ha, em có để cái link ở website á, anh em mình có thể vào cái phần mô tả đó, click vào cái link đó thì anh em mình vào website á, anh em mình xem được chi tiết cái phần máy này. Nó chạy chiếc máy của Van Hemler anh em ha. Đó, của Đức, Van Hemler. Rồi tới phần test chậm. Những chiếc máy này anh em thấy con nào cũng vậy, vàng khè với tinh xài biết nào mới hỏng anh em ha. Đó, đó là yếu tố mà những con đồng hồ Mỹ nó luôn được anh em mình sẵn đón ha. Rồi anh em mình nghe bản Westminster nha. Rồi ở đây gần túi luôn à, nghe luôn đi ha. Thank you.
quá hay anh em ha. Đó, con này nó quýnh âm to lắm nha anh em. Âm nó to lắm nha. Đó, nghĩa là anh em nào thích âm lớn đó, thì chơi những cái con này ha. Đó, cái con nào mà nó âm nhỏ em sẽ nói âm nhỏ anh em ha. Âm to em sẽ nói nó âm to, để cho anh em mình có nhiều sự lựa chọn ha. Đó, có anh thì thích âm nó nhỏ, có anh thì thích âm nó to. Đó, đó là tùy theo sở thích của mỗi người ha. Còn âm nào âm nhỏ em sẽ nói âm nhỏ, âm to em sẽ nói âm to. Rồi anh em mình nghe Stan Michael nha. Em thấy sao à, nghe lớn anh em hả? À, rồi em quay một cái dòng tổng thể cho anh em mình xem ha. À, Howard Miller 612575. Cái này mà nhà mà thiết kế theo kiểu hiện đại rất đẹp anh em ha. Quan trọng nhất là độ sạch sẽ. À, em có một cái chia sẻ thế này ha. À, anh em hay qua chơi thấy em nhiều đồng hồ, quá trời đồng hồ. Rồi anh em nói ủa sao em chậm boss quá đó, rồi thế này thế kia nọ, thì em cũng nói với anh em luôn ha, là một chiếc đồng hồ á, mà để khi mà nó lên clip á thì nó mất khoảng từ 7 đến 10 ngày anh em ha. Đó, mình làm kiểm tra máy móc chạy test rồi các kiểu ha, nó mất thời gian từ 7 đến 10 ngày đó, chứ không phải là về cái rồi cái boss móc lên là bán luôn nha anh em ha. Đó, một con đồng hồ á, nếu mà làm để mà lên được tới clip nó tốn rất nhiều thời gian anh em ha. Đó, test kiểu này test kiểu nọ, ôi đủ trò đủ kiểu đó, thì mới xong mới được lên clip đó. Cho nên là em thì tính em con nào nó ra con đó ha, em không có quay mà một vòng dọc 5-7 con 10 con gì đó ha. Mặc dù đồng hồ thì rất là nhiều anh em ha, là nhiều khi anh em qua chơi đặt luôn, đặt em làm trước nữa đó, cho nên là em ít lên, em ít post lên trên YouTube hoặc là post lên clip là vậy anh em ha. Đó rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu thấy hay á, hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên, để em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người tham khảo ha. À, vẫn như cũ anh em ha, anh em chi tiết phần giá anh em cứ liên hệ với em theo số điện thoại em để trên màn hình hoặc nhắn tin em sẽ trả lời ha. À, năm 2022 rồi đừng ngại nữa anh em ơi. À, ngại gì nữa, thích thì mình bóc điện thoại lên gọi luôn ha. À, được thì mình chốt cũng được thôi à, anh em ha, không có gì mà phải ngại ngùng nữa đó. À, anh em gọi 1000 lần cũng được, nhắn tin 1000 lần cũng được đó. À, đối với em thì không có vấn đề đâu anh em ha. À, còn trên YouTube, trên mạng để giá thì nó cực kỳ nhạy cảm. Và vấn đề này thì em cũng đã nói rất nhiều anh em ha. Một chiếc đồng hồ 10 cái giá là chuyện bình thường anh em ha. À, quan trọng là chiếc đó nó như thế nào thôi. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái, chào, tạm biệt.